Chào mừng bạn đến với kênh Giảm Cân Nhanh T2 VTV. Nếu thấy hay, bạn nhấn đăng ký kênh, like, share cho mọi người cùng xem nhé, bạn thân mến. Bỏ túi ngay 9 bí kíp giảm cân của Sao Hàn nhất định sẽ khiến bạn hài lòng. Sở hữu những thân hình đẹp là điều một cô gái bình thường vốn đã mơ ước có được. Đối với các Sao nữ thì điều này càng quan trọng hơn, bất chấp để giảm cân và cuối cùng thành công đã mỉm cười với họ. Nameless Reveal, một chương trình của TVN Hàn Quốc, đã công bố bảng xếp hạng những Sao nữ trở nên thật sáng giá sau khi họ thành công trong công cuộc giảm cân để chinh phục ước mơ. Tuy có Sao nữ kín miệng trong việc chia sẻ bí quyết giảm cân, nhưng điểm chung của họ vẫn là xinh đẹp ra trông thấy. Danh sách gồm các Sao nữ xinh đẹp sau. Kang Sora, cơ bản chỉ là ăn kiêng. Tuy chỉ nói qua la là ăn kiêng để giảm cân, nhưng phải công nhận Kang Sora đã thành công khi giảm được 20kg. Nhìn ngoại hình hiện tại, không ai nghĩ cô nàng có thân hình nóng bỏng này đã có giai đoạn lên đến 72kg. Thời kỳ ác mộng nhất về cân nặng của Kang Sora phải kể đến thời học phổ thông, lúc mà cứ ra đường là bị nhận nhầm vận động viên. Không cam chịu số phận, Kang Sora đã thực hiện chế độ ăn kiêng với mong muốn thay đổi ngoại hình cũng như theo đuổi nghiệp diễn viên. Seon Hwin, ăn cà chua khi đói. Seon Hwin cũng là một cô gái có ngoại hình khủng khiếp trước khi giảm cân. Khi nhận thấy ngoại hình của mình đến mức không kiểm soát được, Seon Hwin quyết định có một chiến dịch giảm cân nghiêm ngặt. Qua đó cô thực hiện chế độ ăn kiêng, hoàn toàn loại bỏ những món ăn có nhiều calo, cũng như chọn lọc thật kỹ các đồ uống trong ngày. Điều quan trọng hơn nữa, những lúc đói và thấy đuối sức, cô luôn chọn cà phê để tự an ủi cho dạ dày của mình. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn thuê một huấn luyện viên chuyên nghiệp để tập luyện và kiểm soát cân nặng mỗi ngày. Soju, ăn 4 quả trứng cút một ngày. Gần đây, Soju gây ấn tượng với truyền thông cũng như fan hâm mộ nhờ màn tiết lộ thú vị về bí quyết giảm 8kg trong vòng 1 tháng. Giọng ca nhóm Sista chia sẻ trên đài SBS về chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, thậm chí chỉ ăn 4 quả trứng cút một ngày. Không những thế, tập đi Gram Yoga và nâng tạ giúp cô rút cân trông thấy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng khuyến cáo không nên tùy tiện học theo cách giảm cân này vì nó thực sự rất nguy hiểm. Park Bo Young, tập luyện để đốt cháy mỡ thừa. Từng được lòng người hâm mộ nhờ hình ảnh đáng yêu của khuôn mặt tròn, hai má phính, tiếng tăm của Park Bo Young nổi lên qua bộ phim Speedy Scandal. Sau khi nổi tiếng, Park Bo Young có xu hướng chuyển phong cách sang hình ảnh chuyên nghiệp hơn nên cô quyết định giảm cân. Tuy nhiên, ngoài tập luyện nhiều để đốt cháy mỡ thừa và giúp sức khỏe tốt hơn thì cô không chia sẻ thêm gì về bí quyết giảm cân của mình. Eunji, giảm đến triệt để đam mê ăn uống. Để có cân nặng 47kg như hiện nay, Eunji không chỉ tránh các thực phẩm có chế độ calo, chất béo cao mà còn chăm tập gym và boxing. Trước đây, nữ ca sĩ có thân hình tròn hơn các thành viên khác nhờ đam mê ăn uống bất tận của mình. Khi cân nặng lên đến mức báo động 62kg, cô đã phải khó khăn trong việc giảm thiểu đến triệt để niềm yêu thích đó để có thân hình X-line như lúc này. Luna FX, cha chanh là thượng sách. Thành viên nhóm nhạc FX từng nhận được hàng tá lời chê khi có thân hình cơ bắp bị giãn nở quá mức do mê thể thao từ nhỏ. Để được đẹp như các thành viên khác, Luna đã phải ăn kiêng trong một thời gian dài để đốt cơ. Một tiết lộ khá thú vị của cô nàng là, ngoài cha chanh, cô chẳng động đến thứ gì trước các buổi chụp hình cũng như các hoạt động khác. Bên cạnh đó, cô còn tập đạ ở mức độ nhẹ, cộng thêm chạy bộ để có cơ thể đẹp. Cho Yeon Jong, tập luyện là yếu tố quan trọng. Cho Yeon Jong, nữ diễn viên nổi tiếng luôn được nhắc đến với hình ảnh đầy gợi cảm của thân hình thon gọn và săn chắc. Sao nữ Jeokun Kubin cho biết cô đã giảm cân thành công khi thực hiện chế độ ăn hợp lý, cũng như tập coi cơ thể được thon gọn. Bên cạnh đó, sao nữ 36 tuổi dành thời gian chạy bộ tối thiểu 30 phút mỗi ngày, nhưng yếu tố quyết định vẫn là chăm bẵm trong việc luyện tập các môn như yoga, pilates, ballet hay nhảy hiện đại. Joy, không từ một chế độ ăn kiêng nào. Thành viên nhóm nhạc Red Velvet đã rất vất vả trong cuộc chiến làm đẹp này. Joy thừa nhận, khi còn là thực tập sinh, cô đã khá khốn đốn để giảm cân bằng cách thực hiện tất cả các chế độ ăn kiêng.
Tuy mất khá nhiều thời gian để giảm cân, nhưng Joy đã tìm được một chế độ tập luyện phù hợp và trung thành với nó để đi đến ngày ngay. Park Bo Ram, ngày ăn 5 bữa để ốm. Nữ ca sĩ Park Bo Ram thực hiện chế độ ăn 5 bữa một ngày để giảm 30kg. Cô chia sẻ, thay vì 3 bữa lớn như người ta, thì chế độ ăn của cô được chia nhỏ ra 5 bữa. Thực phẩm hàng ngày của cô rất lành mạnh, ít béo như khoai lang, chuối và salad, ức gà. Ngoài ra, cô cũng chăm tập kickboxing, crossfit và pilates để đốt cháy mỡ thừa. Ngoài các bí quyết riêng biệt thì có vẻ chăm tự chỉ tập luyện, vận động là điểm chung mà bất kỳ sao nữ nào cũng sử dụng để giảm cân. Nếu bạn cũng đang gặp phải chứng thừa cân thì còn do dự gì mà không chọn ngay một cách trong danh sách các sao đã mách trên. Ăn món này trong 7 ngày, mỗi đêm giảm 1 cân, eo thon như siêu mẫu. Ly nước thần uống đến đâu mỡ bụng tiêu tan tới đó, dù ăn kiêng hay tập gym cả năm cũng không thể sánh bằng. Gừng là một loại gia vị quen thuộc trong chế biến các món ăn, không chỉ thơm ngon, bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của con người. Mặt khác, nếu biết sử dụng đúng cách, nó sẽ góp phần đánh tan lượng mỡ thừa lâu năm một cách nhanh chóng. Đặc biệt với độ cay có trong gừng, khi kết hợp lượng axit tự nhiên của chanh tươi sẽ làm nên thức uống độc nhất vô nhị, từ đó việc giảm cân diễn ra một cách dễ dàng hơn. Thành phần nguyên liệu: 2 quả chanh tươi, 1 củ gừng, mật ong nguyên chất, đường ăn kiêng, 1 hũ thủy tinh, cốc và thìa. Cách thực hiện: gừng bạn nên lựa chọn những củ tươi ngon, không định dập nát. Dùng thìa cạo bỏ lớp vỏ bên ngoài rồi rửa sạch trong chậu nước. Tiến hành thái nguyên liệu thành các sợi chỉ nhỏ. Lưu ý, muốn đạt hiệu quả cao nhất, cần giã qua các sợi gừng trước khi ngâm. Cắt đôi một quả chanh tươi, ép lấy phần nước cốt và lọc bỏ hết hạt ra bên ngoài. Quả còn lại lấy dao cắt thành các lát mỏng. Hoàn thành các bước, hãy xếp chanh cắt lát, gừng thái sợi vào hũ thủy tinh, rồi đổ một lớp đường ăn kiêng lên trên. Cuối cùng, đổ nước cốt chanh vào hũ và dùng nắp đậy chặt, bảo quản hỗn hợp trong ngăn mát của tủ lạnh hoặc để những nơi khô ráo, thoáng mát, sau 2 tuần là có thể sử dụng. Cách dùng: với phương pháp làm đẹp này, hàng ngày chỉ cần lấy một thìa cà phê hỗn hợp gừng ngâm nước cốt chanh, đem hòa tan với 250ml nước ấm, một thìa cà phê mật ong nguyên chất, dùng hỗn hợp đó uống vào các buổi sáng hoặc tối trước khi đi ngủ, sau bữa ăn chừng 30 phút. Lưu ý, nếu muốn uống lạnh, bạn có thể cho thêm vài viên đá. Thực hiện liên tục trong 2 tuần, da rẻ sẽ trở nên sáng mịn, loại bỏ lượng mỡ thừa nhanh chóng. Đồng thời, đây là thức uống giúp thanh lọc cơ thể, tạo điều kiện cho quá trình trao đổi chất diễn ra mạnh mẽ hơn. Ngoài phương pháp trên, bạn có thể áp dụng thêm cách giảm mỡ bụng nhanh chóng từ mật ong và bưởi cực kỳ nhanh và hiệu quả. Tăng cân sẽ không còn là nỗi ám ảnh của các bạn nếu uống cốc nước này mỗi ngày. Cách pha chế cũng vô cùng đơn giản. Nguyên liệu cần chuẩn bị để chế ly nước thần kỳ này chính là mật ong và bưởi. Đây đều là hai nguyên liệu tự nhiên giúp đào thải độc tố, thanh lọc cơ thể, hỗ trợ đốt cháy chất béo và cực an toàn khi pha chế cùng nhau để uống. Sở dĩ mật ong kết hợp với bưởi có thể giúp giảm cân hiệu quả là vì mật ong có tác dụng huy động chất béo lưu trữ trên trong cơ thể. Khi đốt cháy, hàm lượng chất béo này sẽ chuyển hóa thành năng lượng phục vụ hoạt động hàng ngày, từ đó giúp bạn giảm dần trọng lượng và cân nặng hiệu quả. Hơn nữa, bưởi còn có tác dụng chống bức xạ ánh nắng và giảm cholesterol trong máu. Nguyên liệu chuẩn bị: 1 quả bưởi, 500g mật ong, 100g đường phèn. Thực hiện: bưởi đem rửa thật sạch, dùng dao khứa vỏ bưởi thành 4 hoặc 6, sau đó tách riêng phần vỏ bưởi ra. Bạn thái nhỏ vỏ bưởi dài khoảng 3cm, rộng 1mm, sau đó ngâm với nước muối loãng chừng 1 giờ. Phần muối bưởi bạn tách ra thành nhiều tép nhỏ khác nhau. Sau 1 giờ, vỏ bưởi cho vào nồi cùng khoảng 1 lít nước, đun sôi chừng 10 phút cho vỏ bưởi mềm và có mùi thơm thì vớt vỏ bưởi ra, đổ ra chén. Phần vỏ bưởi, tép bưởi bạn cho vào một chiếc chảo nhỏ, thêm 100g đường phèn vào đun, lửa liu riu đến khi đường tan và hòa quyện hết vào hỗn hợp, có độ dính nhất định là được. Đảo đều tay, tránh bị cháy và dính nồi. Đồ hỗn hợp vừa nấu chín ra bát để nguội, sau đó cho vào hũ thủy tinh có nắp đậy, thêm mật ong đã chuẩn bị vào và trộn đều. Cách dùng:
Mỗi ngày, bạn lấy một thìa hỗn hợp này pha với một ly nước ấm và uống đều đặn 6 bữa ăn 30 phút để hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa và giảm cân hiệu quả. Uống liên tục trong một tuần và chờ đợi kết quả nhé. Chúc các bạn thành công. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Nếu thấy hay, hãy like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên nhấn subscribe để nghe những hướng dẫn mới nhất từ channel giảm cân nhanh T2VTV. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.